Hello mọi người nhá. Chào mọi người quay lại kênh YouTube của em. Hôm nay sẽ đi xử lý cái thuê bao mà trên hệ thống nó tự động nó đẩy cái sự cố xuống. Đây sự cố mất tín hiệu mọi người nhá. Cái sự cố này là ở trên hệ thống nó phân biệt được là nó bị lỗi nguồn hoặc là lỗi thiết bị hoặc là vào đứt dây thuê bao, thì cái sự cố này là chủ động đẩy xuống. Và sẽ hướng dẫn mọi người về cái quá trình mà xử lý. Thì đầu tiên mọi người phải vào nhà khách hàng để kiểm tra xem nó có bị lỗi thiết bị hay không, hoặc là nó do cái đầu phát ở gần cái modem ấy. Nếu mà kiểm tra ở trong không có thì mọi người sử dụng đến bút xoay quang nhá. Xong mọi người xoay cái bút xoay nó ra ngoài thủ cáp ấy để kiểm tra. Xong rồi sẽ đi lần theo cái con đường từ nhà khách hàng kéo đến đấy, đến tủ hộp cao ấy. Ở đây thì ông ở trong này lại chuyển qua đây. Ông à, ông ơi, thôi bà xem thôi là được rồi. Sao lại chuyển sang bên này không? Sao chuyển cứ ai chuyển cho ông đấy? Xem lên tin 8 giờ sáng hôm qua là mất. Chuyển này phải rút cẩn thận cơ. Chứ báo lên đèn đỏ đây này. Đấy, lên đèn đỏ, báo lên đỏ. Đây mọi người, đây bị đây này. Cái chứ nhỉ.
Trời mưa này chuồn lắm anh ạ. Sao ông lại cho nó đi chui qua đấy à? Ông sắp làm xong rồi à? Sắp làm xong nhà rồi không? Đây luôn cái lỗ này xuống này. Nhưng mà mấy nữa ông còn chuyển sang bên kia cơ mà đúng không? Không chuyển, cố định đây. Cố định ở đây á? Ờ. Dây này là vắt đằng sau đây cho nguồn lỗ này. Đây làm gì? Lỗ này là nó chui xuống à? Ờ. Ông để TV cố định ở đây à? Cái lỗ này nó chui ra đâu ấy nhỉ? Nó chui lên mái à? Lên mái. Mái là này, cho cái dây này à. Ở đây không? Ờ. Bầu cái lão kia nó luồn lên. Cháu có thang. Từ từ ông ơi, bỏ cho cháu. Thank you.
dây còn dài nên đi vòng như này anh em. Không, đoạn này họ đang làm, sau này lại dính thì mất công. Nó đứt dây đây không? Thợ làm đứt dây đấy. Thợ làm á? Đúng rồi. Lên cho bác, bác nối tiếp lên cho thằng Cường, có thằng Cường. Anh Cường lại về rồi à? Không, nhưng mà cho con cháu ấy kẹo. Ông phải để xây nhà xong đi đã, không ấy cái dây kia mà mấy hôm nó lại đứt mất đấy. Không, dây xây xong rồi. Cố định đấy. Một hai hôm lại đứt như này. Ông cũng làm lâu, nhà lâu phết nhỉ? Ờ. Mất mấy tháng rồi ông nhỉ? Không thay đổi được. Vừa hôm qua ném rơi mất cái kìm anh ạ. Mất cái kìm xanh nhỉ. Licota 200k. Lại phải dùng cái kìm 50.000 này. Cả cái kìm tuốt sợi quang, kìm tuốt sợi quang cũng làm mất rồi, lại phải tuốt bằng tay. Ây da, tuốt bằng tay là hơi khó anh em. Đấy, khó lắm. Toàn rồi, hôm nay quên mất cầm một kìm. Tuốt bằng tay này, cái sợi quang này nó hay nhanh gãy lắm.
Rồi. À trời mẹ, dao cắt cái lỗi to rồi. Núi rồi anh. Vâng. Núi nó sao vậy? Vâng. Dây riêng à? Vâng. Cái lan này ông giờ với đắt bao nhiêu nhỉ? 8.000 này ạ. 8.000 mét à? Vâng. Ơi. 20 mét. Dạ. Vâng, chưa. Hôm nay xong em? Vâng. Hôm nay xong không? Thật đấy. Ôi, chơi phương án nối bằng đầu phát thôi. Đầu phát thì có rất nhiều đầu phát.
Alo. Rồi rồi anh kết lưa qua xuân qua, khổm bật điện áo ở quán này. Rồi rồi rồi. Đất ở chỗ nào? Đất ở ngay đấy, bên kia. À, đất ở bên kia không phải thợ nó làm gì về đi đâu. Để thợ nó ném gạch, ném ghiếc xuống nó đè. À, chỗ nó thả ném cột. Rồi. Chỗ nhà này nó ném vào đây. Vâng. Anh Cường về rồi không? Không. Nó về hôm nay lại đi. À. À, để cho cái nhà nó nhắm vào đây. Rồi. Ông bảo họ cẩn thận nhé, cháu đang đi lên cây nhãn kia kìa. Ừ. Đấy là... Hôm qua không? Hôm qua? Ôi dồi ôi, mối nó lên nó trong hết cả nhà rồi. Mối vào ạ? Ừ. Sao ông làm không, không thấy được 1-2 tháng rồi mà chưa thấy xong vậy? Đâu mới làm nửa tháng nay. Bẻ mối là mối trước đây làm nó leo tường vôi đúng không ạ? À. Tường vôi nó đục lỗ lên. Tôi làm từ năm 87 đấy. Nhà đây đây không? Ở cái nhà này. Mới là chỉ có vôi thôi. À, 87 là cũng được đấy không? Ờ, 30 em năm nay. Ôi giời, mối ngọt cho nó không phải dỡ là mối không biết sao gì cả. Để có ra. Ừ. Thế bây giờ phải dỡ ra. Nó ra coi như làm lại toàn bộ. Cố định ở đây rồi đúng không? Ờ. Ok. Này nó có chế độ miễn giảm cái gì không? Cái gì không? Ờ, dùng cái này nó có chế độ miễn giảm gì không? Không không ạ. Wi-Fi này, đợt trước thì có, đợt này nó không. Đợt này báo hiệu lên nông thôn mới không có. Đợt trước là có đấy không? Đợt trước là có. Có. À, đợt trước là có chính sách đấy nhưng mà đợt này không còn nữa. Trước đây không người người giảm giá đâu.
Đây nhà đây là nó mới ngọt ở huyện nó về nó kiểm tra nó cho được 20 triệu để lại. Cho được mỗi 20 triệu không? Ông sửa này hết nhiều phết rồi chứ nhỉ? Bây giờ sửa nó mất 500. Nguyên cái nhà này, cái trái này là tôi sửa hết là hơn 4-5 triệu. Tổng chi phí hơn 100 rồi không? Hơi căng nhỉ? Dạ. Cái iPad của ông đâu rồi? Hỏng ra. Cái gì? Cái máy tính bảng của ông đâu rồi? Có đâu. Hôm trước thấy có một ông có một cái máy tính bảng cơ mà. To to ấy. Cái điện thoại của ông ấy. À, điện thoại á. Đây. Ui, cháu ơi, xem trước này nó rơi chỗ nhẹ lắm. Ừ. Như cái loại này bền này. Cái nào chứ ông? À. Cái của cháu á? Không, cái vừa rồi thôi. À. Cái loại đấy thì nó bền thôi. Nó hay xấu nhỉ? Nhưng mà bền. Cái tivi này cũng bền. Cái loại mỏng đó là siêu mỏng là trong nó chỉ có nét rồi thôi, nét rồi tivi tôi là chết được nhìn ra tam lần được về chết đấy. Ông mở lên được chưa? Đâu ấn này đầu này là chết. Chưa tiện. Kéo cột xà các cái nó lẳng trong cái này lẳng cái dây rất nhẹ. Alo, cái wifi nhà chị bị sao đấy?
Bây giờ anh kiểm tra lại xem, em thấy vẫn thấy online mà. Anh có ở đây không? Bây giờ vẫn đèn đỏ á? Bây giờ vẫn đang báo đèn đỏ à anh? Được rồi đấy không nhá? Dạ, dạ vâng thưa. Thế còn những nơi mà mỏng mây thế này là những nơi có thời tiết đẹp, thuận lợi cho các kế hoạch du lịch biển đảo cuối tuần. Bắc chỉnh độ nét rồi. Khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận. Như này là nét rồi đấy không? Như là cồn cỏ. Như này ok rồi mà. Chiều nay trời màu nó đậm quá. Nhưng mà ông lại không có điều khiển này. Ông ơi, cho cháu đi qua thôi. Ông không muốn như này à? Trước tiên mọi người thấy mình cũng chưa thể chúc mừng bạn được. Tôi đang xin mời ba bạn ở phía sau lưng thấy video sơ bảo mình nghe ạ. Chúng tôi xin công bố kết quả của chương trình. Okay. Word. The pronunciation is with a sound. Next team member. Cảm ơn bạn rất nhiều và sau đây bạn sẽ nhường lượt chơi cho thành viên tiếp theo của đội mình. Xin mời. Như này được chưa không? Thôi cho cái chuẩn này nhá. Bạn đã bao giờ gặp từ khóa đấy chưa? Chưa. Rất dễ hiểu mà chúng ta chưa bao giờ gặp từ khóa đấy và phát âm sai. Mờ lắm. Vẫn còn mờ á? Chương trình sẽ tiếp được. Thế thì sao mà ấy được nữa? Hết rồi. Có mỗi cái mấy cái này đâu. This word, alright, it's a two-syllable word, rin and thin. And the stress is on the first syllable, ridden. 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 Yeah, thank you. Last word. Được chưa không? Ngon chưa? Nét 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 rồi. Đấy mọi người nhá, là cái thuê bao này ấy thì khách hàng đang xây nhà. Và trong cái quá trình mà xây dựng thì thợ làm nhà ấy họ ném cái gạch ngói xuống. Không để ý thì là nó vào phần cái giữa cái của cái dây thuê bao, dẫn đến nó bị thủng mất cái sợi dây và nó làm đứt cái dây thuê bao. Và em sử dụng đến hai cái FC để nối lại. Ở đây có cái dịp cũ ở đây, nhưng mà nãy đi lại quên cầm cái kìm tuốt quang cho nên làm rất khó, cho nên là bởi vì cái này nó phải cần chuẩn cơ, cho nên là không bấm được cái dây quang như này. Để sử dụng đến cái đầu phát để làm cho nó dễ hơn. Về lại ông lại đưa cho 100.000. Rồi. Video ở đây thì chào mọi người nhé.